Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21 tháng 5 cho biết, một phái đoàn quan chức Nga đã tới Bình Nhưỡng trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt. Theo hãng thông tấn KCNA, phái đoàn do ông Girogi Zapota, thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga Triều Tiên dẫn đầu, đã đến sân bay Bình Nhưỡng vào ngày 20 tháng 5 và được chào đón bởi người đồng cấp Triều Tiên Richon. Theo đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, phái đoàn sẽ ở lại Bình Nhưỡng đến ngày 24 tháng 5 và hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa quốc hội hai nước. Mối quan hệ Nga-Triều Tiên được tăng cường đáng kể sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ưn đến thăm vùng Viễn Đông của Nga vào tháng 9 năm ngoái và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.